Thưa quý vị, sáng nay, lễ viếng Thiếu tá Trần Ngọc Duy, Phó Phi đội trưởng Phi đội 1 Trung đoàn 921 Sư đoàn 371, người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu, đã diễn ra tại Nhà tang lễ Đa khoa tỉnh Yên Bái. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không không quân, các cơ quan ban ngành địa phương, cán bộ chiến sĩ, đồng đội và người dân đã đến kính viếng anh linh liệt sĩ Trần Ngọc Duy. Trong niềm đau xót và tiếc thương vô hạn, Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 921 tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí phi công Thiếu tá Trần Ngọc Duy, Phó Phi đội trưởng, Tham mưu trưởng Phi đội 1 Trung đoàn 921 Sư đoàn 371 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu. Trong điếu văn truy điệu đồng chí Trần Ngọc Duy, Trung đoàn 921 cho biết đây là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không không quân, Sư đoàn Không quân 371, Trung đoàn Không quân 921 và gia đình đồng chí Thiếu tá Trần Ngọc Duy. Đồng chí Trần Ngọc Duy đã có hơn 12 năm gắn bó với Bộ đội Phòng không không quân trên nhiều cương vị công tác. Đồng chí là một sĩ quan luôn thể hiện nhiệt tình, trách nhiệm cao, dù ở đâu, làm việc gì cũng luôn có thái độ làm việc nghiêm túc, đồng thời tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lễ viếng đồng chí Trần Ngọc Duy diễn ra từ lúc 8 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2. Lễ truy điệu diễn ra vào hồi 12 giờ 30 phút đến 13 giờ cùng ngày. Sau đó, ban tổ chức lễ tang sẽ di quan thi hài liệt sĩ Trần Ngọc Duy về quê nhà tại Thái Nguyên. Lễ an táng liệt sĩ Trần Ngọc Duy sẽ được diễn ra vào ngày mai, ngày 2 tháng 2 tại thành phố Thái Nguyên. Sáng ngày 1 tháng 2, Bộ Quốc phòng đã truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá trước niên hạn, đồng thời làm các thủ tục xét công nhận liệt sĩ đối với thiếu tá Trần Ngọc Duy. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự hội nghị đánh giá về thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm qua, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Các nội dung phối hợp được triển khai toàn diện, thiết thực và hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan đến việc làm, thu nhập và đời sống của công nhân lao động. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã tích cực phối hợp với Tổng Liên đoàn trong xây dựng, hoàn thiện và tuyên truyền chính sách pháp luật, đặc biệt là các chính sách liên quan đến người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đề xuất kiến nghị và giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động, nhất là về vấn đề việc làm, thu nhập, nhà ở, trường học, trạm y tế, nhu cầu về văn hóa, nơi vui chơi giải trí, giám sát thực hiện hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện cho người lao động tại doanh nghiệp, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và các chính sách hỗ trợ liên quan khác. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2023 sẽ ưu tiên nguồn lực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá, gồm giải quyết việc làm, nâng cao tay nghề cho người lao động, quan tâm xây dựng nhà ở xã hội để người lao động thu nhập thấp có thể thuê hoặc mua, xây dựng thiết chế văn hóa, đáp ứng mong mỏi của công nhân, người lao động. Thưa quý vị, mới đây, theo thông tư số 28 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải, quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ, đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm, phương tiện, giao thông vận tải, sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2023. Cụ thể, thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải bao gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, tàu biển, phương tiện thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải sẽ được kết nối vào cơ sở dữ liệu dùng chung và chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức và chủ sở hữu quản lý hợp pháp phương tiện. Đáng chú ý, đối với xe ô tô, dữ liệu thông tin đăng kiểm tối thiểu được chia sẻ gồm biển số xe, nơi đăng ký, nhãn hiệu, số động cơ, nước và năm sản xuất, số người được phép chở, khối lượng cho phép tham gia giao thông, ngày đăng kiểm, số quản lý đăng kiểm. Thưa quý vị, trong tháng 1 và dịp Tết Nguyên đán, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong đó tập trung thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. Nhờ đó, an ninh chính trị được giữ vững ổn định, tội phạm được kiểm soát, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Trong các ngày nghỉ Tết Quý Mão năm 2023, toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra 2 vụ phạm tội về trật tự xã hội.
Trong tháng 1 xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ, không có người chết, một người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện lập biên bản xử phạt 5.526 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt 3.829 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước thu 5,86 tỷ đồng. Thưa quý vị, tại Bà Rịa Vũng Tàu, học sinh toàn địa phương này đã trở lại trường học sau 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán và tập trung thực hiện chương trình của học kỳ 2. Với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, đây là thời điểm tập trung ôn tập cho học sinh khối 9, chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và học sinh khối 12, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Năm học 2022-2023, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 12.800 học sinh lớp 12. Hiện các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên đang tập trung triển khai kế hoạch ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều nhà trường tổ chức cho học sinh ôn thi theo tổ hợp môn. Thời gian ôn tập tổ chức vào các buổi chiều trong tuần, riêng môn văn, toán, tiếng Anh được tăng tiết trong chương trình chính khóa. Ngoài việc là đến hết tuần 35 thì các em sẽ hoàn thành chương trình học tập để chúng tôi kết thúc cái giai đoạn ôn tập đầu tiên, và tiếp theo là giai đoạn thứ hai từ sau tuần 35 cho đến hết tháng 6. Nghỉ Tết và trở lại trường thì em đã có một cái tâm thế rất là phấn khởi và tràn đầy năng lượng để bắt đầu một kỳ học mới. Ở bậc trung học cơ sở, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hơn 18.700 học sinh lớp 9. Theo định hướng phân luồng của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm học 2023-2024 sắp tới, chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập khoảng 65%. Các trường trung học cơ sở đang triển khai kế hoạch phụ đạo 3 môn toán, văn, tiếng Anh cho học sinh khối 9 vào các buổi chiều trong tuần. Nhà trường cũng đã có cái sự sắp xếp phân công chuyên môn một cách hợp lý, phân công những thầy cô giáo mà có cái tâm huyết, có cái năng lực chuyên môn trình độ cao, có cái tinh thần ý thức trách nhiệm để ôn tập, trực tiếp ôn tập cho học sinh. Nhà trường tổ chức ôn tập rất là chặt chẽ, và bản thân em thì cũng sẽ có một cái quyết tâm là đạt được mục tiêu của mình. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 vào đầu tháng 7 năm 2023. Bộ cũng đang lên phương án tăng cường câu hỏi, nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số bộ môn. Dự kiến nội dung đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 vẫn nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu ở lớp 12. Thưa quý vị, vào lúc 19 giờ 20 phút ngày 30 tháng 1, nhận được thông tin về tàu cá mang số hiệu BL93389TS với 9 thuyền viên do ông Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 1985, làm thuyền trưởng. Ông Trần Văn Tâm, sinh năm 1977, trú tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, là chủ tàu, bị hỏng máy, đứt neo và trôi dạt trên biển. Vùng 2 Hải quân đã chỉ đạo các tàu tăng cường quan sát, mở máy liên lạc với tàu cá BL93389TS, đồng thời điều động tàu 201 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Nam Tây Nam Biển Đông, nhanh chóng vượt qua điều kiện sóng to, gió lớn tới khu vực và tiếp cận tàu cá để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Sau hơn 5 tiếng cơ động, tàu 201 đã tiếp cận được tàu cá BL93389TS và thực hiện các biện pháp cứu hộ, cấp nước ngọt, thực phẩm cho tàu cá. Hiện tại, sức khỏe tinh thần các ngư dân trên tàu cá đã ổn định và tiếp tục được sự hỗ trợ của tàu 201 và chờ tàu cá từ bờ chở người và phương tiện ra khắc phục hỏng hóc. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và căn cứ tình hình thực tế công tác sản xuất kinh doanh, điều hành cung cấp điện tại các tỉnh thành phía Nam, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng 5 Tết Quý Mão, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam EVN SPC đã đưa ra những phương án đảm bảo dòng điện chạy an toàn đầy đủ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Theo đó, EVN SPC đã tổ chức gần 15.000 ca trực ở tất cả các bộ phận, đơn vị, qua đó vận hành an toàn, ổn định toàn bộ hệ thống lưới điện phân phối để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ người dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam vui xuân đón Tết.
Ngoài ra, EVN FPC chỉ đạo các công ty điện lực tại 21 tỉnh phía Nam phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam thực hiện phương thức vận hành hệ thống điện theo yêu cầu và sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống trên hệ thống điện. EVN FPC cũng chủ động triển khai các phương án cấp điện dự phòng cho những địa điểm diễn ra lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao và các trọng điểm trong dịp Tết tại tất cả các địa phương, thực hiện công tác trực xử lý sự cố, sửa chữa điện trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, tổ chức hai nguồn điện lưới có máy phát điện dự phòng tại các địa điểm đặc biệt quan trọng để nguồn điện không bị gián đoạn. Cùng với đó, các nhân viên tại Trung tâm chăm sóc khách hàng thuộc EVN FPC thay phiên nhau làm việc 24/7 để trực tổng đài nhằm tiếp nhận và xử lý tốt các thông tin liên quan đến việc cung cấp điện trên địa bàn, trả lời kịp thời các yêu cầu về điện cho khách hàng.